cả đời có phát đạt, có quy hoàng cách mấy, khi chết đi phải đọa vào tam ác đạo, bạn xem họ có thành tựu gì hay không? Dẫn bằng một người nghèo khổ ở thế gian, thật thà niệm Phật, tiền đồ của họ là đến Tây Phương Cực Lạc thế giới làm Phật, làm sao có thể so sánh cùng họ được chứ? Dù bạn có được tài sản ức vạn ở thế gian, cũng chẳng sánh bằng người nghèo mà niệm Phật giảng sanh. Chúng ta thấy họ biết trước giờ ra đi, tự tại giảng sanh, chẳng có bệnh khổ, đứng giảng sanh, ngồi giảng sanh, đó mới gọi là phước báo chân thật, đó mới là sự hưởng thọ tối cao của nhân sanh. Trong lúc lâm chung, sợ nhất là mê hoặc điên đảo. Lúc lâm chung mà mê man thì dù trợ niệm cũng không được ích gì. Khi trợ niệm thì nhất định người bệnh phải thường trí sáng suốt, mãi cho đến tắt thở cũng phải tỉnh táo, không mê man. Được vậy thì trợ niệm sẽ giúp đỡ rất nhiều. Nếu họ có thể nhất tâm niệm Phật thì nhất định sẽ được sanh tịnh độ. Cho nên chúng ta phải nghĩ xem, tương lai lúc mình lâm chung sẽ mê hoặc điên đảo hay không? Muốn mình lâm chung không bị mê man, rối loạn thì nhất định phải tu phước. Người xưa nói đến ngũ phước. Phước thứ năm trong ngũ phước, theo cách nói hiện nay, chính là chết lành. Đó thật là có phước. Chết lành thì nhất định sẽ sanh lành, nghĩa là tương lai bạn đầu thai nhất định sẽ sanh đến cõi lành. Đây là đạo lý nhất định. Nếu lúc chết bị mê man, rối loạn thì sẽ không sanh đến cõi lành được. Do đó có thể biết, chúng ta trong đời này phải dứt khoát, đừng cái quán thù với chúng sanh, nhất định không được làm tổn hại đến một chúng sanh nào. Chúng sanh đều là phàm phu, khi bạn đi tổn thương cho họ, họ ân hận trong lòng vĩnh viễn chẳng quên. Đợi cơ hội liền trả thù, oan oan tương báo, duy dưa không dứt. Không những không được sát hại chúng sanh, mà làm cho chúng sanh khởi phiền não cũng là tội lỗi rồi. Khi mình làm cho chúng sanh khởi phiền não thì họ sẽ làm cho mình sanh phiền não, oan oan tương báo. Do đó, nếu muốn trên đường Bồ Đề được thuận buồm xuôi gió thì phải ghi nhớ hai câu: đừng kết oán thù với chúng sanh. Trích từ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Giảng Ký, tập 25. Thế gian này cái gì là thật? Hôm nay chúng ta hiện cái thân tướng này, nhất định thường phải quán chiếu như vậy. Thân này của tôi có thể có được hay chăng? Ban đêm lúc ngủ say, người khác đến khiêng bạn đi, bạn cũng không biết. Bạn làm sao có thể có được chứ? Không có được. Cái vật này là cái của tôi. Ngủ say rồi thì cái gì là của bạn chứ? Không cần phải nắm giữ, toàn là đồ giả. Bạn xem tai nạn lần này của chúng ta ở miền Nam, bạn xem tai nạn của bão, biết bao nhiêu người ngôi nhà bị nhấn chìm, người thì cũng bị chết chìm, số ít may mắn được thoát chết. Còn cái thân thôi, cái gì cũng không còn. Trong một sát na, cái gì là cái của mình đâu? Không có. Mọi thứ bạn thấy rõ ràng, bạn buông xả. Buông xả thì được tự tại. Sau khi buông xả, đời sống sẽ ra sao? Nhiều người đang lo lắng. Người hiểu lẽ sẽ không sợ việc này. Nhất ẩm nhất trác mà phi tiền định, trong bạn không phải chết vì đói, đến lúc đó tự có cái ăn. Trong bạn chết vì đói, giả sử đồ ăn chất thành núi, bạn cũng chết vì đói. Do đó không cần phải lo sợ. Người học Phật tốt nhất, trong tâm có câu Phật hiệu, bất luận trong hoàn cảnh nào cũng cầu sanh tịnh độ, thân cận Di Đà, viên mãn đạo nghiệp. Tôi đến thế giới Cực Lạc làm gì? Đến để cầu học. Ở đó có vị thầy giỏi nhất trong vũ trụ bao la, tôi đến thân cận Ngài. Tốt. Thật sự không có cái ăn, không có cái mặc, đói dài ngày, không phải đã giảng sanh rồi sao? Không cần đi tìm. Nếu bạn không đáng chết, tự nhiên có người tặng thức ăn cho bạn, hà tất phải lo nghĩ chứ? Tâm vĩnh viễn giữ được thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì sanh trí huệ, tâm thanh tịnh tương ưng với Phật. Nghĩ tưởng sằng bậy thì tương ưng với những yêu ma quỷ quái. Sai rồi. Không nên nghĩ niệm Phật là tốt nhất. Bất luận ở thời gian nào, bất luận ở nơi đâu, tâm cũng được định một cái phương hướng, một cái mục tiêu, thì bạn trong đời này sẽ có chuyện không thành tựu cho được chứ? Do nên chúng ta phải biết, hết thảy chúng sanh không lìa khỏi tự tánh,
tự tánh chính là cảnh giới Như Lai, đều ở trong tự tánh. Nhập, bạn đi đâu để nhập? Bạn vốn ở trong rồi. Nhập này nghĩa là sao? Là bạn đột nhiên giác ngộ. Giới tánh đức hoàn toàn tương ứng, do đó bạn không có nhập. Sự tình này do đâu? Do bạn không nhận ra tự tánh. Bạn không biết dạng sự dạng vật do tự tánh biến hiện ra. Bạn không biết được chân tướng sự thật. Một lòng đi truy tìm dạng vật, dạng vật sát ngư sanh diệt, vĩnh viễn đi tìm không được. Xem thấy tưởng như được trên tay, thân mạng mất rồi, thật giống như giấc mộng không khác. Thân mạng không còn, linh hồn mất diệt.